Sư vui lòng cho con hỏi, hiện nay con thấy có nhiều người đăng bài viết tràn lan trên Google, YouTube và Facebook nói về người niệm Phật Di Đà vãng sanh về thế giới Tây phương Cực Lạc. Con kính mong sư hoan hỷ giải đáp những thắc mắc sau. Lúc sống, người niệm Phật Di Đà biết trước ngày giờ mình ra đi, sau khi chết, người niệm Phật Di Đà có được Đức Phật Di Đà, Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí, Thánh Chúng cùng đấng hóa Phật và Phật Bồ Tát tay nâng kim cương đều phóng hào quang chiếu khắp thân hình người chết, rồi đưa tay tiếp dẫn người chết vãng sanh Tây phương Cực Lạc. Đây có phải là Đức Phật dạy trong kinh Tạng và có mê tín dị đoan như trong video sau hay không? Thì sẽ mở cái video. Thứ hai là Đức Phật A Di Đà có thật trong lịch sử không? Sao thời nay nhiều Phật tử tin vào Đức Phật A Di Đà? Trong nội dung các kinh sách như kinh A Di Đà, kinh Hoa Nghiêm, kinh Dược Sư, kinh Phổ Môn, kinh Địa Tạng, kinh Lăng Nghiêm và kinh Vô Lượng Thọ, đó có phải là lời Đức Phật dạy trong kinh Tạng? Theo kinh Tạng Nam truyền, sau khi chết con người tái sanh ngay lập tức. Sao hương linh hài nhi nhập vào người mẹ phá thai để báo oán như trong clip Nó có một vài vấn đề. Đầu tiên theo tịnh độ cầm tay của Hòa thượng Nhất Hạnh, tịnh độ cầm tay của Hòa thượng Nhất Hạnh, thì Hòa thượng nghiên cứu thấy một điều như thế này, đó là cái việc mà niệm Phật Di Đà đó, nó vốn dĩ xuất phát từ một cái sự hiểu lầm. Cái câu mà gốc á là Nam mô A Di Đà Phật Tha Năng, thì trong cái Pali đó nó có chia số ít và số nhiều. Cái chỉ số ít và số nhiều thì nếu như á mà cái bút tha năng này á là thuộc về số nhiều, thì khi mà niệm Nam Mô Amitabha Bút Tha Năng á thì có nghĩa là đảnh lễ vô lượng tức là cái vô lượng này đó là cái tính từ nó bổ nghĩa cho cái chữ Phật, và cái Phật ở đây đó, Phật ở đây là Phật số nhiều, thì Phật đây là số nhiều ha, Phật đây là số nhiều, mà nếu như Phật số nhiều á
là chư Phật. Nhưng mà do khi mà chúng ta đem qua cái từ Hán và từ Việt, thì khi mà đã gọi là vô lượng rồi, vô lượng rồi, thì chỉ cần Phật thôi đủ rồi, chúng ta không cần phải dùng cái từ là chư Phật. Chư Phật là nhiều vị Phật, nhưng mà do đã có vô lượng là tính từ bổ nghĩa cho cái từ Phật ở cái đằng, cho chư Phật ở đằng trước, cho nên nó là rút gọn bỏ cái từ chư đi, mình chỉ còn là vô lượng Phật thôi. Mà vô lượng Phật thì quý vị có nghe nó quen không? À, vô lượng Phật. Rồi khi mà đem qua Hán á, thì Hán họ Nam Mô giữ lại nè, Nam Mô giữ lại nè, Nam Mô giữ lại nè. Amitā thì phiên âm là A Di Đà. Ha. Còn cái bút tha năng thì lại dịch là Phật. Đấy. Nhưng mà khi mà cái nghĩa ban đầu á là do nó trùng, cho nên là mình rút gọn, mình bỏ cái từ chư đi. Mà khi đem qua đây thì bỏ luôn. Mà họ để như vậy đó, cái thay vì á, thay vì phiên âm, nếu mà đúng là đảnh lễ vô lượng Phật đấy, thì thay vì người ta biên phiên dịch cái từ Amitā thành vô lượng đi, mình lại đi phiên âm, thì thành ra thay vì đó người ta hiểu là đảnh lễ vô số vị Phật, đảnh lễ vô số vị Phật, thì do cái đặc tính của tiếng Hán mà khi được rút gọn đó, thì người ta lại hiểu nhầm là đảnh lễ vị Phật tên là vô lượng. Thành ra nó mới có cái gọi là Phật Di Đà bây giờ. Thì nói như vậy là quý vị đã hiểu ha, nó vốn dĩ nó xuất phát từ một cái sự hiểu lầm trong dịch thuật. Cái này là trong Tịnh Độ Cầm Tay của Hòa Thượng Nhất Hạnh, thì quý vị muốn biết rõ hơn thì quý vị xem. Đấy, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là theo Tăng Chi Bộ Kinh á, và trong chú giải của Tăng Chi Bộ Kinh cùng một bài kinh, Đức Phật nói là Ngài không tìm thấy trong một trong cái vũ trụ này cái người mà bằng Ngài, chứ đừng còn không có thì huống gì là cái người hơn Ngài. Đấy. Và trong cái quả địa cầu này đó, chỉ có thể tồn tại một vị Phật thôi. Tức là cho đến khi nào mà chánh pháp của Đức Phật Gotama vẫn còn, thì không có một vị Phật nào có thể xuất hiện, không một vị Phật nào khác có thể can thiệp vào cái quả địa cầu này được. Nó giống như cái con voi mà nó trên một cái xuồng nhỏ, cái xuồng khi mà con voi nó ở trên xuồng, mỗi lần nó bước xuống xuồng thì cái xuồng nó sóng sánh và nó chuẩn bị nó chìm, nhưng mà cái xuồng nhỏ nó miễn cưỡng có thể là chịu được sức nặng của con voi. Và mỗi lần con voi nó cục cựa nó di chuyển thì con thuyền nó sẽ sóng sánh và nó rất là nguy hiểm do cái sức nặng của con voi. Và khi con voi cho tới khi nào mà con voi nó bước lên bờ thì cái con thuyền đó không cách chi chịu được một con voi khác. Cũng vậy, sự xuất hiện của chánh pháp, một vị chánh đẳng chánh giác, là đã gần như là tới cái giới hạn chịu đựng của quả địa cầu này rồi. Cho nên cho tới chừng nào mà chánh pháp của Đức Phật Gotama vẫn còn, không có bất kỳ một vị Phật, không có bất kỳ một cái gọi là cái chánh pháp của một vị Phật khác xuất hiện, và không thể có một vị Phật khác có thể can thiệp vào. Sư nói giả sử như
có một cái vị Phật ở một cái vũ trụ khác, thì vị Phật đó cũng không có khả năng phóng hào quang tới đây, cũng không có khả năng xuất hiện ở quả địa cầu này. Điều đó là không có khả năng, bởi vì nếu như một vị chánh đẳng chánh giác khác xuất hiện thì quả địa cầu này nó sẽ tan vỡ, bởi vì nó không thể chịu nổi sức nặng của hai vị chánh đẳng chánh giác. Nhớ giùm. Đấy, đó là dựa theo Tăng Chi Bộ Kinh chương một pháp phẩm ngự phẩm nào ta? Như phẩm ngự tối thắng thì phải. Không phải, không phải. Đó. Nói chung là Tăng Chi Bộ Kinh phẩm một pháp và trong chú giải của bài kinh tương ứng có nói như thế. Rồi Phật Đức Phật Gotama của chúng ta được thế giới và những nhà nghiên cứu, những học giả nổi tiếng thuộc cây đa cây đề mà ngay cả UNESCO cũng công nhận, thì Đức Phật Gotama là Đức Phật lịch sử duy nhất được công nhận cho tới bây giờ. Còn cái clip mà hồi nãy mà phát á thì không biết là hôm bữa trước á, cái cách đây 2 hôm, cái buổi vấn đáp mới vừa rồi, sư có mở một cái clip khác nói về cái sự mệnh chung của một vị trưởng lão, thì quý vị thấy là cái đẳng cấp hai bên nó khác biệt nhất, nó không có sùm, nó rất là an tĩnh, rất là chánh niệm, nó không có sùm, không có ồn ào như là cái clip mà sư vừa mới mở đấy. Và quý vị thấy là thời đại ngày nay đó là cái thời buổi nào rồi, cái hiện tượng mà mặt trời mà nó có mấy cái quầng sáng ở xung quanh á, nó có đầy hết trơn á, nó là một hiện tượng thiên văn không thường gặp, không thường gặp chứ không phải là cũng không phải hiếm lạ. Mà quý vị thấy là có những hầu như là chỉ có những người theo Phật giáo mình là họ làm sùm thôi, chứ còn sư không thấy là những người bên Thiên Chúa rồi bên đạo Hồi bên đạo này kia là họ nói. Trong khi đó cái những cái hình ảnh đó vẫn thường hay xuất hiện ở nhà thờ, xuất hiện ở trong cái khu đạo Hồi, thì sư có thấy họ nói năng gì đâu. Hoặc có lẽ là mình không có sống trong cái khu vực của họ cho nên là mình không có nghe cái tiếng vọng, nhưng mà có lẽ là chỉ có mỗi một mình á là mình tin vào những cái thứ như vậy thôi. Nó giống như hồi xưa khi mà người ta chưa có biết được thiên văn địa lý, người ta thấy sấm chớp người ta quỳ người ta lạy, thì bây giờ có còn ai thấy sấm chớp người ta quỳ người ta lạy nữa hay không đấy. Thì cái hiện tượng mặt trời như vậy nó cũng là một hiện tượng tự nhiên hết sức bình thường, không có một lý do gì mà mình tự nhiên mình tôn thờ rồi. Nó lạ lắm, nó lạ ghê lắm. Nếu cái gì mà gọi là mê tín thì cái đó gọi là mê tín. Rồi có những cái clip mà sư xin thưa là người ta gán mấy cái hình Phật rồi hình Bồ Tát mà gán trên mây, rồi người ta nói đây là điềm lành để cho thiên hạ lạy, thì xin thưa là khổ quá, cái kỹ xảo điện ảnh đó bây giờ sư làm cũng được nữa. Sư là tay ngang á, sư mở phần mềm trên trên máy nó có cả một đống phần mềm biên tập phim nè, bất kỳ phần mềm biên tập phim nào mà sư đang có, như Camstudia hay là Adobe Premiere đều có thể làm được chuyện đó. Tức là làm cái chuyện gì? Làm cái chuyện là để hình Phật rồi hình Bồ Tát hoặc là hình này hình kia, hình mình muốn để cho nó ẩn hiện ở trên một cái đám mây trên bầu trời. Chuyện nó dễ lắm, con nít, sư linh thưa, con nít nên chỉ nó một buổi nó làm được. Mà không biết mắc cái chứng gì mà mình tin sái cổ rồi mình quỳ mình lại rồi mình chạy theo nó, mình chạy như vịt, sư không hiểu nổi. Công nghệ á, nếu mà nói công nghệ á, quý vị coi những phim khoa học viễn tưởng chưa? Công nghệ nó tới cái mức độ đó rồi đó. Tức là nếu như người ta muốn, người ta hoàn toàn có thể làm một việc là như thật. Làm một việc như thật.
mình nhìn vô là mình không thể biết được đâu là kỹ xảo điện ảnh luôn á. Đó cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái công nghệ bây giờ nó phát triển đến mức độ mà quý vị biết là cái hologram. Cái hologram đó là gì? Đó là một cái hình ảnh 3 chiều. Ví dụ như nếu như cần thiết, người ta có thể tạo hình ảnh 3 chiều của, ví dụ như là của sư đi, ví dụ như vậy, người ta có thể tạo hình ảnh 3 chiều của sư ở xuất hiện ở một cái nơi nào đó. Ở một cái nơi nào đó, họ chỉ cần họ chuẩn bị sẵn máy móc ở đó thôi. Xuất hiện một nơi nào đó, sau đó họ để cái hình ảnh 3 chiều đó, nó có thể là nó đi xuyên tường, nó có thể đi trên mặt nước, nó có thể đi trên hư không, nó có thể biến hiện tùm lum tùm la hết, sau đó nó biến mất. Công nghệ bây giờ nó đã phát triển tới cái mức độ đó rồi, làm ơn khai ký giùm một cái. Mà bây giờ mà mình còn tin ba cái video này thì sư chịu thua nha, sư chịu thua đấy. Cho nên ấy, không có một cái niềm tin gì mà nó an toàn cho bằng niềm tin vào chánh tạng, niềm tin vào lời dạy của Đức Thế Tôn, và sau đó mình thực hành. Chỉ có niềm tin vào bát chánh đạo, niềm tin vào nhân quả, niềm tin vào tứ niệm xứ thì những cái niềm tin đó mới an toàn thôi. Còn những cái niềm tin này nọ kia thì sư xin thưa là nó rất nguy hại nha.